Chương 1 Xuyên không Nguồn Mê audio com Nàng thơ thẩn nằm trên cỏ, trời chiều gió mát rượi khiến nàng có chút muốn ngủ. Đôi mắt mơ lim diêm của nàng nhìn ngắm khung cảnh trời chiều, vừa ngắm vừa nghĩ ngợi chuyện cũ. Kỳ thực chính nàng cũng không tin mình đã xuyên không. Chuyện xảy ra cũng hơn 2 năm rồi, nàng nhớ khi đó nàng gặp tai nạn và cứ nghĩ mình đã chết cho đến khi nàng gặp một nam tử kỳ lạ trong mơ nàng hồi tưởng lại chuyện năm đó năm đó nàng bị tai nạn lúc mở mắt ra liền thấy mình đang chìm trong một hồ nước nàng cố bơi lên nhưng do trang phục của nàng vướng víu cùng với chân bị mắc phải trong dưới nước nên không bơi được chật vật rất lâu nàng vẫn không lên được rồi từ đâu một đạo lực to lớn đã cứu nàng khỏi hồ nước nàng mở mắt lần nữa lại thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng nhỏ nàng giáo giác nhìn khung cảnh xung quanh nàng ngỡ bản thân đã chết và hiện đang ở nơi nào đó của thiên đình nàng đi khắp phòng không nhìn thì là sờ các thứ trong phòng mọi thứ đều là đồ cổ quý hiếm vô tình nàng lướt qua một chiếc cương đồng liền muốn đến xem thử nào ngờ lại bị hoảng hốt một phen chuyện chuyện gì đây nàng nhìn ngắm toàn thân một lượt trang phục cổ đã đành cớ sao giờ lại có cả mái tóc dài thượt như vậy xuất hiện trên đầu nàng mái tóc ngang cổ của nàng đâu đang ngắm nghía thì từ lúc nào bên cạnh nàng xuất hiện một nam tử tuấn giật Cả người phát ra một loại khí chất cao quý, giọng nói từ tốn thanh đạm. "Cô nương, chắc ngươi cũng đoán được bản thân đã xuyên không." Nàng giật mình trước giọng nói kia, tầm mắt của nàng liền dời lên vị nam tử kia. Nàng hơi nhíu mày nhìn nam tử kia, giọng hoài nghi hỏi, "Ngươi là kẻ nào?" "Ta là Bạch, là người giúp ngươi xuyên không." Hai mắt nàng hiện lên vẻ không tin nhìn nam tử kia. "Ta thực sự đã xuyên không?" sao lại như thế? Ta đồng ý bộ dạng này là của ta nhưng mái tóc này thì không với cả ta vẫn nhớ rõ nguyên nhân ta chết, ta cũng biết tên của mình là Ninh Nguyên. Tên kia, ngươi là muốn lừa gạt ta sao? Ta không phải con nít mau nói rõ mọi chuyện. Nàng hung hăng nói thẳng một tràng dài. Tin hay không tùy ngươi nhưng ta nói này Ninh Nguyên cô nương, hiện tại tên của ngươi không còn là Ninh Nguyên nữa mà tên ngươi là Nghiêm Vân Hy, thân phận của ngươi không phải là môn chủ của ninh gia mà ngươi là ngốc tiểu thư của nghiêm gia. Ta là tiết một nhân tài là ngươi nên mới để ngươi xuyên về nơi đây, không cảm ơn ta đã cho ngươi trùng sinh còn hung hăng với ta, ngươi không biết lễ độ. Nam tử kia cũng không tốt hơn nàng, một lời dài nói thẳng với nàng. Nàng cảm thấy chuyện này thật hoang đường nhưng với bộ trang phục cùng mái tóc dài này thật sự muốn không tin cũng khó. Nàng vô vọng ngồi bệt trên sàn, đôi mắt đáng thương dương lên nhìn nam tử kia nói bạch đại nhân ngươi có thể giúp ta đưa ta trở về thời đại của ta không ta không muốn ở đây ta còn ninh gia của cha ta để lại cho ta nữa ngươi giúp ta đi ta không giúp được ngươi đã quên vì sao ngươi chết ư ừ, ngươi còn muốn quay về đó sao bạch lạnh lùng nói nàng nghe hắn nói mới nhớ ra vài tiếng trước nàng vì chứng kiến người mà nàng yêu thương cùng người mà nàng tin tưởng âu yếm nhau giữa đường lớn mà đau lòng bỏ chạy vô thức nàng đã không để ý đèn tín hiệu nên lao thẳng ra đường và nàng chết trong đau đớn nỗi đau này nàng sẽ ghi nhớ mãi nàng hận bọn họ bạch nhìn cô trầm ngâm cũng không muốn làm phiền liền thoát khỏi mộng cảnh của cô khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đúng như hắn nói cô giờ là ngốc tiểu thư của nghiêm gia Cô có ký ức của Ngốc Tiểu thư này và cô biết Ngốc Tiểu thư này vì bị tỷ tỷ cùng muội muội ức hiếp mà dẫn đến cái chết. Từ đó lòng nàng vẫn rất căm hờn bọn họ, nhưng vì nể mặt cha nương yêu thương nàng nên nàng không muốn trách họ mà ngoan ngoãn làm một Ngốc Tiểu thư. Tuy nàng nghĩ vậy nhưng nàng kiếp trước là một nữ nhân ngoan độc, là môn chủ của Ninja, là nữ nhân nổi tiếng tài giỏi hơn người nên kiếp này nàng quyết định sẽ ngoan độc và tài giỏi hơn cả kiếp trước có như thế nàng mới có thể sống trong nghiêm gia này và còn có thể trả thù cho ngốc tiểu thư này nữa. Tuy cha nương thương yêu nàng nhưng bên cạnh nàng không có lấy một nha hoàng nào. Nàng có chút bất mãn nhưng cũng không trách cha nương bởi vì nàng biết không ai ngốc đến mức đi làm nô tỳ cho người ngốc là nàng nhưng hiện tại nàng đã có cung nhu và cung thanh bên cạnh nên nàng rất hài lòng. Tiểu thư mau tỉnh. Người nên vào phòng mà ngủ đừng ở đây tùy tiện nghỉ ngơi kẻo bệnh. Giọng nói trong trẻo của một cô nương 17 tuổi vang lên đánh thức nàng, nàng mở mắt, hồi tưởng cũng kết thúc. Nàng nhìn tiểu cô nương với khuôn mặt có chút lạnh lùng, khẽ cười rồi nàng ngồi dậy. "Cung Nhu, em đã hoàn thành việc ta giao chưa?" "Tiểu thư em đã hoàn thành." "Mọi thứ đều ở đây à?" Cung Nhu đưa một sấp giấy cho nàng. Nàng cười nhẹ rồi nhận lấy sấp giấy kia. Cung Nhu và Cung Thanh là nha hoàn hiện tại của nàng. Nàng cứu cung Nhu và cung Thanh khỏi tay bọn buôn nô lệ, nàng xem cung Nhu và cung Thanh không khác gì người thân, suốt gần 2 năm ở bên cung Nhu và cung Thanh, chưa bao giờ cung Nhu và cung Thanh làm nàng thất vọng. Cung Nhu rất thông minh còn cung Thanh rất mạnh mẽ, nàng chỉ dạy cung Nhu một lần cung Nhu liền hiểu và học rất nhanh chữ nghĩa cũng như độc thuật. Riêng cung Thanh nàng vốn có tố chất của người luyện võ nên nàng đã dạy cung Thanh võ thuật hiện tại cung thanh là một trong các sát thủ xuất sắc của nàng còn cung nhu là trợ thủ đắc lực của nàng hai năm trước nhờ có danh hiệu ngốc tiểu thư và hai chị em cung nhu cung thanh mà nàng rất thuận lợi trong việc xây dựng sự nghiệp nàng dựa vào danh hiệu ngốc tiểu thư mà ở xa phủ chính của nghiêm gia bên cạnh nàng cung nhu và cung thanh cũng rất thành thạo trong việc đóng kịch với mọi người cung thanh dịch dung thành nàng còn cung nhu là nha hoàng của nàng còn nàng thì ra ngoài với một thân nam trang lạnh lùng thu thập và xây dựng thế lực của riêng mình. Cứ ngỡ ngày tháng an nhàn làm ngốc tiểu thư của nàng sẽ còn kéo dài nào ngờ hôm qua trên bàn ăn nàng nghe cha nương nói về hôn sự của nàng mà nàng không khỏi ngạc nhiên. Cũng vì chuyện đó mà nàng liền cho cung nhu đi điều tra về vị hôn phu lạ của nàng. Phượng Hiên Viên, nguyên là vương gia của Phượng Quốc, hiệu là Hiên Viên Vương Gia. 23 tuổi, Năm 20 tuổi đã là chiến thần của Phượng Quốc được nhiều người nể phục. Từ nhỏ có hôn ước với nghiêm gia. Là ta, ngoài mẫu thân ra thì hầu như không gần nữ sắc, tính tình kỳ quái, lạnh lùng cao ngạo khó gần nhưng được nhiều nữ nhân để ý, hừng. Không tệ nhĩ nhu nhu. Nàng đọc qua một lượt rồi nhìn sang cung nhu. Cung nhu khẽ gật đầu cung nhu cho rằng nếu sau này tiểu thư của nàng phải gả cho hắn chắc chắn sẽ bị hắn ngó lơ và điều này rất thuận lợi cho kế hoạch thoát khỏi nhân gian tự do hành tẩu giang hồ của tiểu thư cung nhu vốn thật thà nên đem suy nghĩ của mình nói ra tiểu thư chuyện người gả cho vương gia gì đó rất tốt nha em thấy tiểu thư cứ dùng cái danh ngốc tiểu thư kia chắc chắn vị vương gia kia sẽ mau chán ghét người dựa vào đó chúng ta dựng lên một màn kịch ngốc tiểu thư bị thất sủng liền treo cổ tự tử sau đó dựng lên giả cảnh đánh lừa mọi người cuối cùng tiểu thư và chúng em trốn khỏi vương phủ tiêu giao giang hồ người thấy thế nào nàng nghe cung nhu nói mà không khỏi buồn cười nàng vuốt nhẹ đầu cung nhu vừa cười vừa nói em khi nào lại có ý nghĩ hại người như vậy thế thật làm ta tự hào nha cung nhu nhìn nàng cười mà lòng vui theo cung nhu thích nhìn nàng cười nàng cười rất đẹp và nàng cũng chỉ cười với chị em Cung Nhu thôi nên Cung Nhu rất trân trọng những lúc như thế này. Cả hai ngồi trên nền cỏ mát trò chuyện vui vẻ đến tận tối mới trở về Vĩnh Thụy Cát. Chương 2 Hắc Y Nhân Nguồn Mê Truyện Audio .com. Ngồi trong khuê phòng, nàng khó chịu lên tiếng. Là kẻ nào? Mau ra đây. Từ đâu liền xuất hiện một nam tử tuấn giật cả người một thân bạch y, phát ra khí chất tôn quý đứng trước mặt nàng, vẻ mặt cười hòa hảo nói. Ninh Nguyên cô nương năng lực không tệ. Nhìn nam tử trước mắt, nàng chán ghét đáp. Hai năm không gặp ngươi có chút khác trước. Lần này tìm ta là vì có chuyện gì sao? Không qua mắt được môn chủ ninh gia, ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng khẽ cong môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Lần trước ngươi đi vào mộng cảnh của ta, lần này lại xuất hiện trước mắt ta chắc là chuyện ngươi muốn nói với ta rất quan trọng hắn cười to vỗ tay tán thưởng sự thông minh của nàng lần này hắn thật sự có việc quan trọng muốn nói cho nàng biết hai năm trước gặp nàng hắn quên mất chuyện này giờ nghe tin nàng sắp gã đi liền nhớ ra việc kia nên mới tức tốc đến chỗ của nàng mà quên mất việc đợi nàng ngủ rồi tiến vào mộng cảnh nói chuyện với nàng hắn thật sơ suất khuôn mặt vui vẻ cũng biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có của hắn Hắn trầm giọng. Lần trước gặp ngươi ta quên nói, ngươi ở kiếp trước vốn là một thân cô độc vì thế mà kiếp này của ngươi cũng sẽ mãi là kẻ cô độc, nếu ngươi có tình cảm với người khác phái liền hậu họa khó lường, hoặc là ngươi hồn siêu phách tán mãi mãi không luân hồi hoặc là cả hai sinh ly tử biệt trong đau thương, kẻ mất người còn. Ngươi nghĩ sẽ thế nào? Nàng im lặng, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại một chỗ nàng trước giờ không tin vào bói toán nên càng không tin vào chuyện hoang đường do hắn nói, nàng đáp. Chuyện này ta không thể nói trước, tình cảm là chuyện khó tránh nhưng ta sẽ cố tránh dù sao ta cũng đã dự định sẽ tiêu giao giang hồ nên ngươi đừng lo nữa. Bạch nhìn nàng miễn cưỡng gật đầu rồi biến mất. Nàng vẫn đâm chiêu suy nghĩ, kỳ thực ở kiếp trước nàng cũng từng xem qua tiểu thuyết xuyên không nhưng chưa gặp qua tình trạng có thần tiên tiên đoán giúp người bị xuyên không bao giờ. Xem ra nàng là nữ nhân may mắn nhất so với các nhân vật trong tiểu thuyết rồi. Đắc Chí cười một tiếng xong nàng liền đi tắm cho thoải mái rồi mới ngủ. Nàng bước vào phòng tắm, lúc đang chuẩn bị thoát y thì từ đâu rơi xuống một hắc y nhân khiến nàng hốt hoảng không thôi. Nàng giật mình hô to một tiếng rồi lùi về sau vài bước, cách đó không xa là sương phòng của Cung Nhu và Cung Thanh, cả hai nghe tiếng nàng liền nhanh chóng phóng qua xem, đẩy mạnh cửa, cả hai liền chạy đến cạnh nàng, lo lắng hỏi: Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nàng phát hiện người này vẫn còn tỉnh táo liền trưng ra bộ dạng như sắp khóc để hắc y nhân kia dù biết nàng hay không cũng cho rằng nàng là một ngốc nữ, xoay người cung Nhu và cung Thanh lại, nàng chỉ tay về phía hắc y nhân đang nằm đau đớn trên sàn. Cung Nhu và cung Thanh thấy vậy liền hiểu ý chủ tử, cung Nhu bước đến cạnh hắc y nhân xem xét rồi quay sang nói: "Hắn trúng độc, có vẻ là nhuyễn cốt tán và huyển không độc." Nghe cung nhu nói xong nàng thầm đưa mắt ra lệnh cho cung nhu mang hắn về phòng để tiện việc trị thương. Nàng phân phó cung nhu sơ cứu những vết thương ngoài cho hắn còn bản thân thì đi tắm cho thoải mái. Sau khi nàng tắm xong liền một thân bạch y xuất hiện, cung nhu đã sớm làm hắc y nhân kia hôn mê nên việc trị độc của nàng cũng không cần đề phòng bị hắc y nhân phát hiện thân phận của nàng. Nàng ngồi một bên bắt mạch cho tên hắc y nhân, do trúng nhuyễn cốt tán nên nội lực của hắn tạm thời mất đi, xương cốt của hắn như rã ra nàng đưa vào miệng h y nhân kia một viên đang dược dùng nội lực ép hắn nuốt xuống rồi bắt đầu trị thương cho hắn khuyển không độc đối với nàng không khó trị nhưng với tình trạng mất hết nội lực của h y nhân thật có chút khó cho nàng biện pháp bước độc bây giờ chỉ có thể dùng thuật châm cứu nàng lấy ra ngân châm bạc điểm hết các huyệt đạo trên người hắn rồi nhắm ngay mạch máu ở tay cắt một đường dùng nội lực của nàng bức cho máu độc chảy ra ngoài Tuy nói thì dễ nhưng khi làm chỉ cần lơ là trong việc bức độc hậu quả có thể trở thành phế nhân. Nàng sau khi bức hết máu độc ra ngoài liền thu hồi nội lực, trên trán mồ hôi tuôn như suối. Cung Nhu thấy nàng mệt mỏi liền tự mình gỡ hết ngân châm trên người Hắc Y nhân rồi băng bó vết thương giúp hắn, thấy vậy nàng liền nở một nụ cười nhạt rồi chậm rãi trở về khuê phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Hắc Y nhân kia liền tỉnh. Hắn nhẹ nhàng rời phòng thầm quan sát nơi này một chút hắn khá bất ngờ. Hắn đứng giữa sân nhìn xung quanh một lượt, bao quanh nơi đây là cả một rừng trúc rậm rạp, ở phía cổng có một con đường mòn hai bên cũng đều là rừng trúc. Tiểu viện này cũng chỉ có bốn phòng, một phòng bếp và một phòng dành cho khách qua đêm. Theo trí nhớ trước khi ngất của hắn thì hắn gặp ba nữ tử, trong đó dường như có một nữ tử không được bình thường và dường như nàng là chủ nhân nơi đây. Hắn nghĩ đợi khi trời sáng sẽ đến nói lời hậu tạ với các nàng, nhưng lại nghĩ bản thân là chiến thần của Phượng Quốc chỉ hậu tạ bằng lời thật có chút không phải. Hắn dùng ám hiệu gọi thuộc hạ, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện thêm vài hắc y nhân. Một tên thấy hắn khỏe mạnh liền hỏi: "Chủ tử, độc của người?" "Ta không sao, chủ nhân của tiểu viện này đã cứu ta có điều nội lực của ta tạm thời mất đi nên ta đành nhờ các ngươi trở về Vương phủ mang đến đây ít vàng ngọc để ta hậu tạ họ." tuân lệnh chủ tử. Còn chuyện của tiêu hoàng người định thế nào? Đợi khi trở về phủ ta sẽ tìm biện pháp, dám thừa lúc ta mất cảnh giác đã thương ta, tên tiêu hoàng kia ta sẽ không tha cho hắn. Đám hắc y nhân kia nghe vậy liền biết chủ tử đã có dự tính riêng, bọn hắn cũng không còn lo lắng nên rút về làm việc hắn giao. Hắn nhìn đám hắc y nhân một lúc rồi cũng trở về phòng. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio.com Nàng ngồi trong phòng vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài liền biết Hắc y nhân mà nàng vừa cứu hẳn là một nhân vật lớn, nàng im lặng dùng nhãn lực âm thầm quan sát con người ngoài kia. Một lúc sau nàng thầm thu lại nhãn lực, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ. Xem ra ta đã quá coi thường Hắc y nhân kia. Nàng tự nói với bản thân, sáng nàng cùng hai chị em cung nhu đến thăm Hắc y nhân. Thấy hắn đã khỏe hẳn nàng liền thầm lệnh cho cung thanh tra hỏi vài điều về hắn. Xem ra độc của ngươi đã được giải hẳn. Đến lúc phải trả lễ cho bọn ta rồi nhỉ? Cung Thanh không nặng không nhẹ nói, hắn cười nhẹ, tức giọng trầm thấp nói. Ta đã sớm biết sẽ phải đáp lễ nên hôm qua liền cho người chuẩn bị, một chút nữa sẽ đến. Cung Thanh vừa nghe liền có chút chán ghét, nàng lên tiếng cắt ngang lời hắn. Thất lễ rồi, cái bọn ta muốn là biết danh tính của ngươi. Cung Thanh nói, hắn có chút hơi ngạc nhiên một chiến thần lừng lẫy như hắn mà cũng có người không biết thật là cú đã kích mạnh hắn lại cười đáp ta là hiên viên vương gia nổi tiếng ở phượng quốc này các ngươi thật sự không biết ta nàng ở phía sau âm thầm cười khinh bỉ hắn rồi cố ý nói với chất giọng của trẻ con nhu nhu ta buồn nôn thanh âm của nàng không quá to nhưng đủ để mọi người nghe rõ lời nàng vừa nói Cung Thanh đang tỏ ra lạnh lùng cũng vì lời nói của nàng mà xém chút bật cười. Cung Nhu bên cạnh nàng đã lâu nên rất hiểu ý nàng, có chút phối hợp với nàng, vui vẻ đáp. Tiểu thư em đưa người ra ngoài nhé. Ở đây không khí thật khó chịu mà. Hắn nhìn hai bóng lưng sấp xỉ nhau bước ra khỏi cửa mà lòng không khỏi dậy sóng. Cung Thanh im lặng quan sát biểu hiện của hắn mà trong lòng thỏa mãn. Ra là hiên viên chiến thần, đệ nhất vương gia của Phượng Quốc. Ta lại thất lễ rồi. Cung kính nghiêng mình diện kiến ngài. Phượng Hiên Viên. Hắn bị lời nói của Cung Thanh làm cho bừng tỉnh, thoát khỏi cơn dậy sóng trong lòng. Hắn cao ngạo đáp: "Đồng là người giới giang hồ, ta không trách ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi chủ tử của ngươi và tiểu viện này tên gì và ngươi là người của ai cớ sao lại không biết ta?" Cung Thanh bật cười một tiếng rồi lạnh lùng đáp: "Dù ngài là người chức cao vọng trọng nhưng ta tuyệt không bán đứng chủ tử." nhanh chóng thu dọn rồi trở về đi vương gia. Cung Thanh rời phòng của hắn một mạch đến tìm nàng tình báo. Cung Thanh nàng thật sự nể phục vị chủ tử này của nàng, vừa quan sát một chút liền đoán được hắc y nhân kia là ai, sáng hôm nay các nàng cũng không có ra tiễn biệt vị vương gia kia. Đến tận trưa, khi người đã đi các nàng mới xuất hiện có điều vị vương gia này cũng không phải là kẻ quá ngạo mạn lúc đi cũng không quên để lại vài chữ cáo biệt cùng số lễ vật cảm tạ, nàng ban đầu còn cho là hắn tử tế nhưng sau này nàng mới biết chỉ với nàng hắn mới như vậy, rời khỏi tiểu viện của nàng hắn liền cho người điều tra về nàng. Khi nhận được tin tức của thuộc hạ hắn liền không khỏi kinh hỉ khi biết nàng là hôn thê của hắn, gần kề ngày đại hôn, nàng nhàm chán ngồi trong vĩnh thụy các uống trà ăn điểm tâm. Những ngày này vĩnh thụy các của nàng rất nhộn nhịp khiến nàng cảm thấy rất phiền, nào là người đưa lễ vật nào là người đến trang trí nhà cửa rồi còn bắt nàng thử hỷ phục nàng thật mệt mỏi đi cung nhu đi vào thấy nàng lại thẫn thờ liền đến lay nàng tiểu thư tỉnh nàng dời mắt sang nhìn cung nhu tỏ vẻ hỏi có chuyện gì cung nhu cười nói không việc gì muốn tìm tiểu thư nói vài chuyện thôi nàng nhấp trà nhìn cung nhu nàng công nhân hiểu ý liền nói em tra được vài chuyện của phủ vương gia nghe nói vương gia không gần nữ sắc nhưng trong phủ có rất nhiều nữ nhân do hoàng thư đưa vào tiểu thư người nghĩ là hắn không gần nữ sắc thật hay hắn có vấn đề nàng bật cười nhu nhu từ khi nào thì em trở thành kẻ thích hóng chuyện vỉa hè vậy em chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi ô ô tiểu thư còn trách người ta thật tuổi thân mà ô ô Cung Nhu bị cười chê liền ủy khuất với nàng một trận chọc nàng cười một phen. Mọi việc chuẩn bị cho đại hôn cũng đã xong, hai ngày nữa là nàng bị gã đi chuyện này khiến cho các tỷ muội của nàng ghen tức không thôi. Sáng sớm trước đại hôn một ngày, các tỷ muội của nàng không quản đường xa đi tới vĩnh thụy các của nàng làm loạn. Ngốc nữ kia, ngươi mau ra đây cho ta. Nàng ngồi trên ghế quý phi chán trường nhìn ra sân, môi nhỏ khẽ cong. Cung Nhu trong bếp làm điểm tâm nghe ầm ĩ liền bước ra nhìn thấy người tới là tỷ muội của nàng liền chán ghét không thôi đại tiểu thư tam tiểu thư hai người tìm nhị tiểu thư sao cung nhu hành lễ xong liền nói nơi rách rưới này ngoài ngốc nữ kia ra thì còn ai là người của nghiêm gia mau gọi ngốc nữ kia ra cho ta nghiêm tú vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn một lượt xung quanh rồi quát cung nhu toan tìm cách đuổi người thì nghe nàng phía sau ý ới đại tỷ tam muội đến chơi với ta à Chương 4. Bị ám sát. Nguồn: Mê truyện audio.com. Nàng từ gian phòng sau lưng cung nhu bước ra, trên mặt là nét ngu ngơ đáng yêu của một tiểu hài tử. Đứng trước mặt hai tỷ muội kia, nàng trong lòng chán ghét còn ngoài mặt vui vẻ không thôi, nhìn thấy bộ dạng kia của nàng nghiêm tú và nghiêm văn trong mắt toàn vẻ khinh thường. Đột nhiên nghiêm văn bước lên nắm tay nàng nói: "Nhị tỷ, muội và đại tỷ biết ngày mai là đại hỷ của tỷ nên hôm nay chúng ta muốn đưa tỷ đi dạo một chút. Nàng vừa nghe đã biết ý đồ của hai tỷ muội kia, trong lòng buồn cười một phen nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngốc kia đáp. A, à, ta thích nha. Đi, chúng ta đi ngay đi. Lời nói vừa giúp nàng liền kéo hai tỷ muội kia ra khỏi vĩnh thụy cát. Cung nhu phía sau nhìn theo ba thân ảnh kia khuất đi liền đi vào trong tìm cung thanh. Thanh, cho người đi theo tiểu thư đi muội thấy hai tỷ muội kia hình như có dự tính với tiểu thư cung nhu lo lắng nói cung thanh gật đầu rồi phóng ngay ra ngoài từ phía cửa sổ các nàng ra khỏi nghiêm gia liền đến ninh hy phấn đây là tiệm chuyên bán song phấn vải lụa nổi tiếng nhất phượng thành nghiêm tú và nghiêm văn vừa vào tiệm liền chia nhau ra tìm thứ mình muốn mua để mặt nàng ngơ ngác nhìn khắp nơi nàng tìm chỗ ngồi nhìn mọi người ra vào không ngớt cũng đủ để biết cửa tiệm này đắt khách vô cùng Nàng ngồi một lúc liền có người mang nước đến mời nàng, nhận ly nước của người kia nàng vừa cười vừa nói: "Cho ta." "Cảm ơn a." À, người kia không nói gì khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Nàng vừa định uống nước liền bị một lực mạnh giật mất ly nước trên tay nàng. Người giật ly nước của nàng là Nghiêm Văn, Nghiêm Văn liếc nàng một chút rồi một hơi uống cạn ly nước, nàng cũng không nói gì chỉ ngơ ra một chút rồi nhìn Nghiêm Văn cười cầu hòa nàng, nguyện vọng, chán ghét bộ dạng ngớ ngẩn kia của nàng, VH, nên cũng không buồn nhìn liền bỏ đi ngay. Nàng đợi cả nửa ngày hai tỷ muội kia mới chịu đi khỏi ninh hy phấn, nàng đi sau hai tỷ muội kia trên tay cầm đủ thứ túi lớn túi nhỏ nặng nề. Đường về còn khá xa bỗng nghiêm tú dừng lại, cao giọng nói. Nga, tỷ quên mất khi nãy nương bảo chúng ta mua giúp bà vài thang thuốc bổ, đi chúng ta quay lại mua thôi nếu không nương sẽ rất giận. Nghiêm văn hiểu ý của tỷ tỷ liền quay sang nói với Vân Hy. Nhị tỷ, tỷ ngồi ngốc nửa ngày ở Ninh Hy phấn rất khỏe còn bọn mùi chạy tới lui mua đồ, giờ đã mệt nhưng quên mua thuốc cho nương rồi, tỷ đi giúp muội mua thuốc nha. Đồ này bọn mùi tự mang về trước. Ngân lượng đây tỷ mua giúp mùi nha. Nghiêm văn nói xong liền cầm hết túi to nhỏ trên tay nàng đi, trước đó còn không quên đưa nàng mảnh giấy và ít ngân lượng, đợi hai người kia đi khỏi nàng liền không cười ngốc nữa, khuôn mặt lạnh toát ra hàng khí nhìn tờ giấy trong tay, môi nhỏ lẩm bẩm. Đại bổ thang. Đây là thuốc gì? Nàng bật cười khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy một lúc mới bình tĩnh được. Nàng cười đã liền hướng phía đường lớn tìm mua, đại bổ thang, cước bộ của nàng khá chậm, lúc sau nàng liền đứng lại. Hàng khí bức người toát ra khiến cho các hắc y nhân e dè. Nàng cười thầm trong lòng nghĩ bọn tỉ muội kia thật ngốc, bọn hắc y nhân nhìn nàng rồi một lượt xông lên tấn công nàng, nào ngờ chưa đụng được nàng liền bị một nội lực mạnh mẽ đánh văng ra một người từ trên cao phóng xuống chỗ nàng thủ thế bảo vệ nàng thật kỹ hắc y nhân nhìn ra người bên cạnh nàng là cung thanh liền vội vã quỳ xuống hô thanh lão đại cung thanh nhìn đám hắc y nhân đang quỳ trong lòng tức giận không thôi nàng quát các ngươi là chê mình sống quá lâu phải không tư nhiên tấn công tiểu thư muốn chết sao bọn hắc y nhân bị cung thanh quát liền con người lại không dám lên tiếng. Nàng thấy vậy liền vỗ vai trấn an cung thanh. Ai thuê các ngươi lấy mạng ta? Nàng lạnh lùng hỏi. Hồi tiểu thư, là tỷ muội nghiêm gia thuê ninh hy cung lấy mạng tiểu thư. Một tên nói to. Bao nhiêu? Hồi tiểu thư mười vạn bạc. Nàng trầm tư ba giây liền nói. Ta về ninh hy cung một chuyến, các ngươi báo hoàn thành nhiệm vụ với mã viêm còn lại cứ để ta lo. Bọn hắc y nhân dạ một tiếng rồi chuẩn bị ngựa cho nàng an bài xong xuôi mới rời đi. Vì Ninh Hy cung cách chỗ của nàng khá xa nên nàng vẫn là chọn ngồi ngựa, nghiêm gia đại sảnh, hai tỷ muội nghiêm tú đi đi lại lại khắp sảnh, mắt trong ngóng gì đó ngoài đại môn. Khoảng một nén hương sau từ cửa đại môn, một tên gác cổng mang vào một bức thư, hai tay cung kính dân cho nghiêm tú, nói có người gửi thư cho đại tiểu thư. Nàng hớn hở cầm lấy bức thư rồi cùng Nghiêm Văn đọc thư. Nhìn ấn thư bên ngoài các nàng liền biết là thư từ đâu gửi cho các nàng, nội dung thư chỉ gồm ba chữ, đã hoàn thành, thôi nhưng lại khiến các nàng vui vẻ không thôi. Nhanh chóng giấu đi bức thư, các nàng vội vàng chạy đi từ phục viện tìm Nghiêm Quốc. Chương 5. Nguồn. Mê truyện audio.com. Các nàng vội chạy vội đến mức lúc đến nơi quên cả gõ cửa đã trực tiếp xông vào nghiêm quốc cùng lưu trác hoa nương của các nàng đang trò chuyện bị hành động của các nàng làm tức giận nghiêm quốc cau mày nhìn các nàng nói không để ai vào mắt sao các nàng nhất thời bị nghiêm quốc dọa sợ cả hai liền co người đứng trước cửa nói giọng mũi kêu xin lỗi cha nương lưu trác hoa nhìn các nàng đầy yêu thương tay khẽ nhắc nhở nghiêm quốc đừng trách mắng các nàng rồi nhẹ giọng hỏi tiểu tú, tiểu văn có chuyện gì khiến hai con gấp gáp như vậy? Nghiêm tú nghe hỏi liền e dè nhìn cha rồi đáp. Lúc chiều, bọn con cùng hy muội đi dạo bất ngờ bị bọn xấu chặn đường nhưng may là con cùng văn muội nhanh chân thoát kịp. Chỉ có, hy, hy muội bị bọn họ bắt đi rồi. Nàng vừa dứt lời thì từ đâu lệ đã trực mi, khẽ chớp mắt liền rơi xuống ngay. Nghiêm quốc nghe xong liền không thể bình tĩnh, ông quát to làm sao lại như vậy? Nàng là muội muội của các ngươi, vì sao các ngươi bỏ mặt nàng như vậy? Mau nói rõ, bọn người kia là ai? Cả Lưu Trác Hoa và hai chị em Nghiêm Tú đều ngạc nhiên trước sự tức giận của Nghiêm Quốc, chưa bao giờ bọn họ thấy ông như vậy liền nhất thời bị dọa một phen, Nghiêm Văn nhanh chóng trấn tĩnh, đáp lời ông. Cha, lúc ấy hoảng sợ nên bọn con mới như vậy. Bọn con cũng không nhìn rõ họ chỉ biết chạy thoát khỏi họ nhưng không ngờ Vân Hy tỷ ấy, nàng ngập ngừng rồi lộ ra vẻ dây dứt không thôi. Lưu Trác Hoa suy nghĩ một chút rồi nhìn ông. Ngày mai là hỷ sự của Hy Nhi. Nghiêm quốc được Lưu Trác Hoa nhắc nhở liền ngộ ra, lập tức rời phòng đi Thái An Cát tìm Nghiêm Hà Trì. Gia chủ Nghiêm Gia tại Thái An Cát, không khí chợt trùng xuống vài phần. Nghiêm quốc cùng Nghiêm Hà Trì im lặng nhìn nhau nghĩ cách còn hoàng khương. Vợ của Nghiêm Hà Trì thì đi đi lại lại trong phòng. Cảm giác vô cùng khẩn trương hai người a à, mau ra ngoài tìm hi nhi về cho ta nha tiểu nha đầu kia mà có chuyện gì thì ta sẽ chết cho các ngươi xem ô ô hoàng khương xúc động khóc lên khiến cho hai người kia đang trầm mặt cũng hóa khẩn trương thương nhi nàng đừng kích động ta đã cho người đi tìm hi nhi đừng lo nữa nghiêm hà trì dỗ ngọt mắt nhìn nghiêm quốc tỏ ý cũng ra ngoài tìm nàng về hiểu lời ông Nghiêm quốc liền đi ngay trong phòng chỉ còn hai vị lão nhân người khóc người dỗ thật có chút lãng mạn, trời gần sáng, đám người được phái đi tìm nàng cũng trở về nhưng kết quả lại là không tìm được khiến hai lão nhân lo lắng vô cùng. Trác Lưu Hoa đứng bên cạnh Hoàng Khương chợt lên tiếng. Mẫu thân, giờ lành sắp đến con thấy hay để nghiêm tú thay Hy Nhi lên hỉ kiệu trước. Trầm. Câm miệng. Lời nói của Trác Lưu Hoa còn chưa nói hết đã bị tiếng đập bàn của Hoàng Khương cắt lời dù hôm nay có phải đắc tội với triều đình ta cũng không để bất kỳ ai lên hỉ kiệu của Hy Nhi. Các ngươi lui xuống hết cho ta. Hoàng Khương có chút nóng giận quát to khiến mọi người có mặt trong đại sảnh bị dọa một trận mất hồn. Nghiêm Hà Trì bên cạnh cũng không can ngăn bà quát tháo, chỉ im lặng vuốt bàn tay mà khi nãy bà dùng để đập lên bàn, Trác Lưu Hoa có chút bất mãn quay đầu bỏ đi, theo sau là hai tỷ muội Nghiêm Tú, vẻ mặt cũng không khá hơn, Nghiêm Quốc đi cả đêm mới trở về, khuôn mặt có chút mệt mỏi đang bước về phía đại môn của nghiêm gia. Khi chỉ cách đại môn vài bước ông liền nhìn thấy bóng người ngất bên đại môn, ông ba bước cũng gộp thành hai bước tiến về phía người đang ngất, nhận ra người ngồi đó là Vân Hy ông vừa mừng vừa xót xa. Trên người nàng lắm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi trông thảm hơn một kẻ ăn mày. Ông thật sự rất đau lòng cho đứa con này, liền vội vàng ôm cô đi vào nghiêm gia, tại đại sảnh, Hoàng Khương ôm nàng mà khóc. Tiểu nha đầu của ta, là ai làm con thành bộ dạng này? Ô ô, lão trì, ông mau mời đại phu đến xem cho hy nhi a, à, đại hôn gì đó cũng dẹp hết cho ta a. À. Cả nghiêm gia đều bị bà làm hoảng, đại phu giỏi nhất phượng thành cũng được mời tới rất nhanh, xem xong mạch cho nàng liền chuẩn đoán vài câu đại loại như mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, rồi kê thuốc cho nàng. Thuốc than xong xuôi nàng liền tỉnh lại, xung quanh nàng là gia gia, cha và cung nhu thấy nàng tỉnh liền vui mừng không thôi, Hoàng Khương nghe tin nàng tỉnh liền tức tốc đến thăm, huyên thuyên hồi lâu mới chịu cho nàng nghỉ ngơi. Lúc này đã gần giờ ngọ, kiệu đưa dâu cũng đang tới gần, gia đình canh cửa nhìn thấy hỷ kiểu từ xa tiến tới liền hốt hoảng chạy vào báo cáo, kết quả nàng nghỉ ngơi chưa được 3 phút đã bị kéo đi tắm gội sửa soạn chuẩn bị lên hỷ kiệu, nghiêm gia bấy lâu im lặng nay bỗng chật huyên náo một hồi. Người ra người vào tấp nập, cũng may mắn là việc trang trí đại môn đã chuẩn bị từ sớm nên bây giờ chỉ cần đốt pháo đón hỷ kiệu, hỷ phục đã vận xong nàng tung tăng xoay mấy vòng cho gia gia và nãi nãi ngắm rồi mới chịu đội thăng vang. Ban đầu nàng quyết không đội nhưng do nãi nãi ép buộc nên nàng đành làm theo. Bên cạnh là chị em nghiêm tú, các nàng nhìn nàng, VH, đầy câm thù, vốn nghĩ nàng đã bị thủ tiêu không ngờ lão thoát được thú thật hiện tại các nàng đang rất hận ninh hy cắt. Chương 6 Nguồn mê truyện audio com đứng trước đại môn của nghiêm gia nàng luyến tiếc nắm chặt tay hoàng khương mặt cho mọi người khuyên bảo cũng không muốn buông tay bà nhìn đứa cháu yêu dấu luyến tiếc mình bà liền đau lòng không muốn gả người đi nhưng đây là hôn sự vô ban nên bà đành phải gả nghiêm quốc cũng không khác gì bà lo lắng con gái gả đi sẽ bị bạc đãi nên ông mang ra không ít thứ làm hồi môn cho nàng vàng bạc châu ngọc một trương to còn có khế đất và thập đại sát thủ nổi tiếng ở phượng thành nhìn của hồi môn vân hy trong lòng vui mừng thầm nghĩ, hôn sự này tuyệt đối lời cho ta, nàng vào kiệu ngồi, đi đầu là bà mối cùng vài người thổi kèn đánh trống, cạnh hai bên kiệu là cung nhu và cung thanh, phía sau là thập đại sát thủ cùng hồi môn to bự của nghiêm gia cho nàng cuối cùng là dàn trống kèn đình đám dài đến hết đường, nàng ngồi kiệu cả nửa ngày mới đến nơi. Hiên viên phủ cũng rất náo nhiệt nhưng khi nàng được dìu ra khỏi kiệu thì vô cùng bất mãn khi nghe bà mối nói chuyện cùng tổng quản hiên viên phủ. Tổng quản, sao Vương gia còn chưa ra đón tân nương? Giờ lành sắp qua ông còn không mau cho tân nương vào. Ta. Chuyện này. A i i, Vương gia vẫn ở doanh trại hiện tại không thể trở về. Việc nước quan trọng mong các vị thông cảm. Ta không thể quá phận mà tự ý đưa người vào phủ, giọng nói của bà mối và tổng quản rất nhỏ nhưng làm sao qua khỏi tai nàng. Trời đã đứng bóng mà nàng vẫn chưa được đưa vào vì lý do nhảm nhí kia muốn nàng nóng chết hay sao? Hôm nay nàng sẽ cho hiên viên phủ gà bay chó sổ mới được, nghĩ là làm, vân hy nàng đưa tay kéo xuống khăn vang trên đầu, vẻ đẹp ngây thơ của nàng hiện ra trước mặt những người đến dự hôn lễ. Hành động của nàng khiến mọi người ngỡ ngàng không thôi, có người chê trách còn có người ủy khuất thay nàng, vẫn là dáng vẻ ngốc nữ, nàng không vui nói. Bà mối, ta nóng nực không muốn đứng ở đây nữa mau đưa ta vào đi, ta mệt, Ta đói a, à, bà mối trợn mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc trước hành động của nàng. Chưa kịp nghĩ nên nói gì với nàng thì về một cái nàng đã chạy vào hiên viên phủ theo sau là người của nàng cũng tự nhiên bước vào hiên viên phủ. Quản gia thấy một màn nát liền rối rít phân phó cho gia nô sắp xếp cho nàng một chỗ còn bản thân thì đứng đợi chủ tử trở về. Bá tánh cùng những vị thánh được mời đến xem hôn lễ cũng bị một cảnh này của nàng làm cho đại khai nhãn giới. Nô tỳ đưa nàng đến tây tước viện là nơi có diện tích nhỏ nhất trong phủ vương gia sau đó liền rời đi nàng cũng chẳng để ý nhiều đến việc này vừa vào trong nàng liền tìm ngay một gian phòng rồi thả người lên nhuyễn tháp ngáp một hơi và nhắm mắt lại nàng không ngủ chỉ đơn giản muốn chờ xem náo nhiệt đúng như dự kiến của nàng rất nhanh các cô nương do hoàng thượng đưa đến làm phi trong phủ vương gia liền đến tay tước biển của nàng tiểu thư bên ngoài có rất nhiều người đến tìm tiểu thư cung nhu từ ngoài cửa đi vào nói nàng mở ra đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ ra hiệu cho cung nhu rồi đi đến phía bàn trà ngồi chờ cung nhu cho những cô gái kia vào rất nhanh một dàn mỹ nữ xinh đẹp đã đứng đầy trong phòng của nàng ra là ngốc nữ của nghiêm gia ta còn tưởng vương phi là người nào rất tài hoa cơ cô gái dẫn đầu đoàn mỹ nữ lên tiếng nàng tư thái ngây thơ nhìn cô nương trước mặt cô nương xin giữ mồm miệng ta là ngốc nữ hay không vẫn có thể một tay lấy mạng cô nương đấy cô nương kia tên là Từ Cẩn Linh, là con gái của hữu tướng quân. Từ chính, lời nàng nói ra khiến Từ Cẩn Linh bất ngờ vạn lần. Một ngôi nữ mà dám hù dọa nàng, thật là quá phận đi. Nghiêm ngốc nữ, ta nói ngươi tốt nhất dập đầu tạ lỗi với ta bằng không ta liền cho người đánh ngươi đấy. Nàng tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt ngây thơ liền thay bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cho Từ Cẩn Linh cùng các cô nương bên cạnh nàng có chút hoảng sợ đột nhiên cô gái bên cạnh cẩn linh lên tiếng. Cái ngốc nữ ngươi, ai dạy ngươi nói những lời này hả? À hay là do ngươi ngốc quá nên cha nương ngươi ruồng bỏ không có dạy dỗ ngươi? Chắc người vừa dứt câu liền hưởng trọn cái tác của nàng. Một hành động này của nàng liền làm đám nữ nhân kia hoảng sợ, rất nhanh liền rời đi vì sợ vạ lây, nữ nhân vừa bị nàng tác là Khuynh Nhi. Đại tiểu thư của Khuynh Gia, một trong lục đại gia tộc ở Phượng Thành, nàng bị tác bất ngờ nên vẫn đứng đơ ra ở đấy còn từ Cẩn Linh thì hoảng sợ đến trung người, khí chất của nàng tản ra thật lớn, không chỉ dọa cho đám nữ nhân kia hoảng sợ bỏ chạy còn làm cho Cẩn Linh và Khuynh Nhi hai người đơ ra trong phòng của nàng, nhìn hai nữ nhân bị nàng dọa sợ, nàng liền trở về khuôn mặt của ngốc nữ, cười thật tươi nói. Ta tên là Nghiêm Vân Hy, thỉnh nhớ kỹ. Bên ngoài, Phượng Hiên Viên một thân chiến phục hiên ngang bước vào khiến các khách nhân không khỏi chú ý. Vương gia, ngài đã trở về. Vị quản gia cuối người hô một tiếng. Phủ vương gia hôm nay có náo nhiệt sao? Hắn không đáp lại vị quản gia, có chút thắc mắc hỏi vị quản gia kia lại lần nữa cuối người đáp. Hồi vương gia, hôm nay là đại hôn của ngài. Chương 7 Ngũ đế Nguồn Mê truyện audio.com sau khi nghe vị quản gia nói về đại hôn hắn liền lộ ra chút bất ngờ một tia bối rối hiện lên trong đáy mắt của hắn rất nhanh hiện lên rồi vụt mất giọng nói âm trầm bình tĩnh lại vang lên vương phi ở đâu vị quản gia có chút ngạc nhiên khi nghe chủ tử hỏi như vậy phải biết rằng vị chủ tử này của ông luôn rất ghét nữ nhân và một mực không muốn thú phi thế mà hôm nay lại bình tĩnh hỏi ông như vậy thật là nghịch thiên đi tuy nghĩ như vậy nhưng vị quản gia này cũng không quên trả lời hắn thưa vương gia vương phi ở tây tước uyển hắn nghe được câu trả lời của vị quản gia xong liền hướng phía tây tước uyển mà đi bỏ lại phía sau là những ánh mắt khó hiểu tây tước uyển vốn đang yên lặng bỗng chốc trở nên náo động nương tử vi phu đến cùng nàng động phòng đây cung thanh vốn đang cùng cung nhu chuẩn bị điểm tâm và trà chiều cho nàng liền bị lời nói vô lại của hắn làm cho tức giận không thôi Vụt một thân ảnh đen xuất hiện trước mặt hắn cản lại bước đi của hắn vương gia dừng bước thất lễ nhưng đây tuy là phủ của ngài nhưng xin hãy tự trọng lời nói tiểu thư nhà ta vốn mang danh là vương phi nhưng lại chưa cùng ngài bái đường xin ngài hãy nghĩ kỹ khi phát ngôn hắn rất ngạc nhiên khi cung thanh xuất hiện trước mặt hắn phải biết rằng hắn là chiến thần vương gia phượng hiên viên đại danh đỉnh đỉnh nhưng lại không hề nhận ra sự tồn tại của cung thanh điều này làm hắn càng thêm thích thú về nàng và những người xung quanh nàng, hắn chợt cười định đáp lại cung thanh nhưng lại nhìn ra một thân ảnh đỏ rực đang đi đến, chợt tâm hắn dao động, một lời cũng không nói ra nhất nhất chỉ nhìn một mình nàng. Thanh thanh, ai đến chơi cùng ta sao? Vẻ mặt non nớt của nàng, hai mắt to tròn đáng yêu, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của cung thanh, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào khiến ai trông thấy cũng siêu lòng hiện ra. Một vỏ bọc hoàn hảo, ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi nàng, tuy nói nàng là ngốc nữ nhưng trong mắt hắn nàng như một tiểu hài nữ, một tiểu tiên lạc chốn nhân gian không rõ sự đời không vướng bụi trần. Ánh mắt này của hắn làm nàng và cung thanh khó chịu, nhận ra sự khó chịu của các nàng hắn liền không nhìn nữa mà trưng ra bộ dáng cười cầu hòa. Ngươi là ai? Nàng khẽ cao mày nhìn hắn. Vi phu là tướng công của nàng, hắn vui vẻ đáp, nàng nhìn hắn trong lòng khẽ phỉ bán. Ta khinh, Ngươi đã bái đường với ta đâu mà tự xưng là tướng công của ta Mang ngươi đem tặng, ta còn không thèm lấy A à. Hắn thấy nàng vẫn một thân hỷ phục nhìn hắn chầm chầm liền vui vẻ gấp bội, nói Nương tử, hôm nay là vi phu về trễ, để cho nàng một thân hỷ phục bỉ khuất Hiện tại ta liền cùng nhau bái đường đi Trong vẻ mặt vô lại kia của hắn, nàng chán ghét đáp Ta mệt rồi không muốn bái đường cùng ngươi A à nói xong nàng liền bỏ đi để lại hắn cho cung thanh tiễn về vương gia ngài cũng đã nghe tiểu thư nói hiện tại mời ngài về cho cung thanh hiển nhiên hiểu ý nàng không nhanh không chậm đuổi người hắn vậy mà lại bị đuổi sao nhìn thân ảnh đỏ rực kia đang đi xa dần một lòng này hắn quyết phải ôm nàng về ngoan ngoãn làm vương phi của hắn nghĩ vậy hắn liền vui vẻ rời đi để lại cho cung thanh một chút khó hiểu đợi khi cung thanh trở lại nàng đã thay một thân tử y khuôn mặt non nớt trở thành khuôn mặt khuynh thành vốn có, cùng cung nhu dùng trà chiều. Thanh Thanh, hôm nay ta muốn thảo sát Ninh Hy cung phiền em không được cho ai vào đây. Nhận được chỉ thị của nàng cung thanh liền rất nhanh phóng ra nội lực bao bọc cả Tây Tước Biển làm cho mọi người không ai có thể đến gần, nàng hài lòng rời đi cùng cung nhu, rất nhanh hai thân ảnh một tử y một hồng y đã hòa vào dòng người trong kinh thành. Các nàng hướng ninh hy cung mà đi, mỗi bước đi của các nàng liền làm cho mọi người phải ngước nhìn theo có chăng vì các nàng quá xinh đẹp đi, đến trước ninh hy cung, nàng xuất ra một thẻ bài màu đen đưa cho lính gác sau đó cùng cung nhu đi vào. Ninh hy cung bên ngoài là một tử lâu nhưng thật chất bên trong là một nơi buôn bán trao đổi. Vừa xuất hiện trong ninh hy cung liền có một nam nhân một thân bạch y bước ra cung kính chào. Cung chủ đại nhân. Nam tử kia vừa quỳ vừa hô, phía sau một loạt con người cũng quỳ xuống hô. Nàng hài lòng gật đầu rồi đi sâu vào Ninh Hy Cung, đại viện của nàng nằm phía sau Ninh Hy Cung, nơi này cực kỳ yên tĩnh lại có gió mát làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đợi khoảng nửa chung trà nàng liền nhìn thấy năm thân ảnh tiến vào đại viện, khóe môi khẽ nâng lên, trong ánh mắt nàng có chút tự hào nhìn bọn họ, năm người này lần lượt là Bạch Y Ninh Mã Viêm. Người nắm giữ mọi việc ở Ninh Hy Cung. Hắc Y Ninh Chu Vĩnh. Người chuyên săn tin tức của Ninh Hy Cung. Kim Y Ninh Kha Lệ Chủ nhân của Ninh Hy Phấn Cho, Sám, Y Ninh Vi Thần Y Đỉnh Danh của Phượng Quốc Ngân Y Ninh Giật Thần Ông chủ của Sòng Bạc Ninh Hy Bọn họ ở Phượng Quốc được mọi người xưng là Ngũ Đế Năm người xuất hiện trước mặt nàng Cung kính quỳ xuống hô Cung chủ đại nhân Nàng mỉm cười cho họ đứng dậy Nhìn bọn nàng lại nhớ về hai năm trước lúc nàng vừa đến thời đại này chương 8 Gợi nhớ Nguồn Mê truyện audio com Hai năm trước, từ khi biết bản thân là một phế vật ngốc nữ nàng vô cùng chán ghét. Mỗi ngày đều nằm trên nguyễn tháp, đến giờ sẽ có gia nhân mời dùng cơm hoặc là tự thân đi tắm rửa. Từng ngày trôi qua vô cùng nhàm chán, nhưng đôi khi Bạch cũng đến chơi với nàng cùng nàng trò chuyện. Hôm ấy là một ngày mưa, nàng và Bạch đang cùng trò chuyện bỗng Bạch hỏi nàng. Ninh Nguyên, ngươi muốn có nội lực như các cường giả không lúc bạch nói ra lời này nàng không hề quan tâm nhàn nhạt cầm miếng bánh lên ăn rồi đáp ta không kiếp trước ta đã quá mệt mỏi kiếp này ta sẽ sống một cuộc sống phế vật vô ưu vô lo bạch nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười lại nói ngươi ngốc thật nha nếu ngươi có sức mạnh ngươi sẽ trở thành cường giả sẽ làm được điều ngươi muốn như kiếp trước chẳng phải ngươi rất thích làm việc thiện giúp người sao hiện tại lại không muốn. Nàng lại rơi vào trầm mặt. Ta muốn nhưng hiện tại với cơ thể mỏng manh này ta thật sự đã nhiều lần thử cũng chỉ cải thiện được sự nhanh nhẹn và độ dẻo dai thôi. Nàng có chút cười tự dẻo, phải nói lúc trước con người nàng mạnh mẽ, cường hãn thế nào thì bây giờ lại yếu đuối và vô dụng gấp bội. Bạch lại nhìn nàng thật sâu sau đó nói. Thật ra khi ta đưa ngươi vào cơ thể này ta đã nhận ra trong cơ thể này có một nguồn nội lực rất lớn đang bị niêm phong. Nàng đang cười tự dễu bỗng nghe lời này của Bạch liền không khỏi ngước mắt nhìn Bạch. Quen biết nàng đã lâu nên Bạch hiểu rõ đôi mắt của nàng đang muốn nói gì, chợt cười nhẹ Bạch lại nói tiếp. Muốn có nội lực thì ngươi phải chịu cái giá rất đắt, còn có những ngày sau ngươi phải chăm chỉ rèn luyện. Đồng ý. Nàng nhìn Bạch như thấy phao cứu sinh, không do dự gật đầu thật nhanh. Thật sự trong lòng nàng đã chán ghét cuộc sống phế vật này rồi, chỉ là nàng không còn cách nào để cải thiện nó, hiện tại liền có rồi nên cần gì phải lo lắng. Kiếp trước cây đắng bao nhiêu bây giờ thêm nữa cũng chẳng sao. Với nàng, mong muốn hiện tại là hành tẩu giang hồ nha, những ngày sau đó Vĩnh Thụy Các bỗng dưng khép chặt cửa, ban đêm đôi khi lại phát ra tiếng la đầy đau đớn. Cha mẹ nàng vốn ở rất xa Vĩnh Thụy Các nên cũng không hề hay biết nàng ở nơi này phải chịu đau đớn thế nào, nửa tháng nàng từ một cơ thể yếu đuối dần trở nên mạnh mẽ hơn. Phải nói những ngày khai phá phong ấn nội lực trong cơ thể là những ngày vô cùng nghiệt ngã với nàng bởi cơ thể này từ lâu đã yếu đuối. Ngày đầu nàng khai thông kinh mạch đau đớn vô cùng những tưởng như sắp ngất đi. Ngày thứ hai đến ngày thứ năm, Bạch bắt đầu phá phong ấn. Phải nói phong ấn này rất đơn giản nhưng do nguồn nội lực quá lớn nếu không kìm hãm nguồn nội lực này, có thể nói cơ thể này của nàng cũng tan nát đi. Tư thế kéo dài 3 ngày 3 đêm khiến nàng và Bạch tốn khá nhiều tinh thần lực. Sau những ngày ám ảnh đó nàng được Bạch tặng cho một vài sách công pháp, do đó nàng luôn đóng cửa tìm hiểu chúng. Đến khi học tập tốt các công pháp này nàng mới chịu ra ngoài, lần đầu ra ngoài, nàng định trèo tường để ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh nhưng không ngờ ngốc tiểu thư này cũng không đến nổi tệ. Nàng phát hiện có một cái lỗ khá to dưới chân tường hẳn là do ngốc tiểu thư này đào, nàng nương theo đó và chuồn ra khỏi nghiêm gia thành công phượng thành này là trung tâm của phượng quốc tuy nói là trung tâm nhưng nơi này những lão ăn mày những tên buôn nô lệ có rất nhiều trưa nàng dừng chân dùng bữa trưa trong một quán ăn nhỏ tuy là tiểu thư nhưng trên người nàng cũng chỉ khá hơn mấy lão ăn mày thôi cách nàng không xa là mấy tên buôn nô lệ bọn hắn chỉ còn hai cái nô lệ trong là định bán cho gia tộc để kiếm lời ban đầu nàng cũng không muốn để ý nhưng cái nô lệ mà bọn hắn buông là hai cô gái chỉ kém nàng vài tuổi trong hai cô gái kia đang van xin bọn hắn chút nước để uống mà nàng thấy đau lòng chốc trong đầu nàng vang lên một giọng nói quen thuộc là của bạch hắn nói cứu họ họ có thể giúp được ngươi tiếng nói vừa dứt nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của bạch lại nghĩ đến lời nói kia nàng tuyệt đối tin tưởng bạch có lẽ vì hắn là thần tiên đi, đợi lúc bọn buôn người lôi kéo hai cô gái kia đi khỏi quán nàng cũng nhanh chóng theo sau. Vì giờ là buổi trưa người ra đường cũng không nhiều nên nàng trực tiếp tiến lên chặn đường bọn buôn người. Dừng bước cho. Nàng lạnh lùng đứng chặn đường bọn buôn người. Ngươi là ai? Vì sao lại chặn đường bọn ta? Bọn buôn người thấy nàng ngán đường liền tức giận không thôi, nàng tự tiếu phi tiếu không nói một lời trực tiếp tấn công bọn buôn người thấy nàng hung hãn như thế bọn buôn người cũng không do dự tiến lên đáp trả. Một cuộc quần ẩu liền nổ ra, nàng dùng võ thuật kiếp trước đánh với bọn họ, rất nhanh bọn buôn người liền bị nàng đánh gục. Phủi tay hai cái, nàng tiến đến trước mặt hai cô gái kia, nở ra nụ cười hiền hòa, nói. Có muốn đi cùng ta không? Hai cô gái nhìn nàng vô cùng xúc động không do dự gật đầu. Thấy vậy nàng liền tiến đến cởi trói cho họ, lúc này bọn người kia đã bất tỉnh nên nàng cũng không vội vừa cởi trói nàng vừa hỏi các ngươi tên gì một trong hai người lên tiếng đáp ta tên cung thanh đây là cung nhu em gái ta sau ngày đó bên cạnh nàng luôn có hai cô gái một xanh một hồng kề cận nàng rất quý bọn họ những kiến thức của nàng trước đây đều dạy lại cho họ nào là võ học y học cầm kỳ thư họa còn có bạch đôi khi đến trò chuyện với nàng cũng tiện tặng cho nàng vài quyển vũ kỹ và công pháp những thứ này nàng và hai tỷ muội cung thanh luôn cùng nhau tìm hiểu từ đó tình cảm giữa bọn họ cũng rất đậm tỷ muội họ từng thề đời này kiếp này kề cận nàng tuyệt không phản bội từ lời thề này của họ khiến nàng càng thêm yêu quý họ sau đó vài tháng tỷ muội họ luôn trợ giúp nàng truy tìm nhân tài để gây dựng thế lực cũng từ đó mà ninh gia ra đời chương 9, ninh gia ninh vi nguồn mê truyện audio com sau một khoảng thời gian sống chung với nàng chị em cung thanh cũng hiểu rõ vì sao nàng lại muốn mang danh một ngốc nữ một phần vì muốn giữ bài tẩy phần kia thì là vì mục đích cá nhân nàng dựa vào việc mình giỏi nhất là ám sát để kiếm tiền vì nàng kiếp trước là một người đứng đầu nổi tiếng máu lạnh nên kiếp này nàng cũng như vậy và có phần nhiều hơn việc nàng làm hầu hết đều là ám sát những kẻ giàu có để vơ vét của cải và xây dựng thế lực nàng và cung thanh thay nhau sáng tối làm việc còn cung nhu thì thu thập tin tức giúp các nàng còn có bạch lúc nào cũng theo sau nàng giải quyết những tàn cuộc do nàng gây ra có thể nói thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất từ khi nàng xuyên qua tuy chị em cung thanh không biết bạch nhưng bọn họ biết phía sau nàng luôn có ai đó giúp đỡ nàng điều này thôi cũng khiến chị em cung thanh ngưỡng mộ và thêm phần quyết tâm tận lực suốt năm tháng cuối cùng các nàng cũng đã có ninh hy cung. Người được gia nhập vào ninh hy cung cũng là một cá thể của ninh gia. Có thể nói các nàng là xây một được hai. Ninh gia được xây dựng trong ninh hy cung, muốn vào ninh gia phải đi qua một mật thất với rất nhiều cơ quan. Mà mật thất này lại nằm trong đại viện của nàng cho nên người vào được ninh gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy là ninh gia rất bí ẩn nhưng thật ra ninh gia còn một lối khác để đi vào đó là đi sâu vào rừng theo hướng đông, mà hướng đông này nhiều người đi vào lại không ai có thể ra. Bởi vì hướng đông có rất nhiều giả thú hung hãn, người có thể ra vào thoải mái cũng chỉ có các bậc cao thủ, thế lực đã có, chuyện tiếp theo là chiêu mộ nhân tài. Đây cũng là việc rất khó khăn bởi nhân tài đâu phải muốn là có nhưng với nàng không gì là không thể. Nhờ vào bạch rất nhanh hai tháng đã trôi qua và các nàng đã tìm được hai nhân tài cho ninh gia. Một người là ngôn ngạn và một người là tư cẩn hai người này là đào nô từ thành khác trốn sang một lần các nàng dạo chơi kinh thành thì gặp được họ lúc đó họ bị người của gia tộc đánh đập giữa đường lớn các nàng cũng là vô tình cứu hai người họ cũng không có ý muốn họ trả ơn nhưng họ lại cứ một mực sống chết đi theo nàng nên nàng đành thu nhận họ chung đụng một thời gian nàng đã phát hiện ra tài năng của hai người này nên quyết định huấn luyện họ Chu Cẩn là người thông minh lại có tài trong việc quản lý tính toán nên nàng dạy hắn thành một ông chủ thay nàng quản lý ninh gia cũng như ninh hy cung. Về phần ngôn ngạn, hắn có một thân thủ khá nhanh nhẹn, được biết trước đây hắn là một tay săn tinh nhưng lại bị kiềm hãm bởi gia tộc nên mới trốn đi. Cũng vì điều đó mà nàng quyết định tiếp tục phát triển năng lực của ngôn ngạn, huấn luyện hắn thành một tay săn tinh tuyệt thế dưới sự sắp xếp của nàng, hai người này cũng thay đổi tên của mình, gia nhập vào ninh gia với cái tên mới là ninh mã viêm và ninh chu vĩnh từ lúc nhận được tên mới hai người bọn họ tinh thần rất vui có thể nàng chỉ cho là chuyện thường nhưng với họ nàng như đã ban cho họ một cuộc sống mới một con người mới cũng vì điều này mà bên cạnh nàng từ đâu âm thầm xuất hiện thêm hai con người tận lực trung thành với nàng không lâu sau đó dưới sự quản lý của mã viêm và cung thanh ninh hi cung cũng dần được nhiều người biết đến không chỉ riêng tin tức chính xác mà những việc như ám sát Ninh Hy Cung hầu như đều hoàn thành rất tốt, một năm hoạt động mạnh mẽ kết thúc, đêm đó là ngày cuối cùng của năm, lúc Ninh Gia đang mở tiệc ăn mừng cùng nhau thì bên ngoài Ninh Hy Cung một tiếng nói của lính canh cũng vang lên. Nha đầu, mau đi nơi khác chơi. Ban đầu nàng cũng chẳng quan tâm việc bên ngoài nhưng khi nghe nói tiểu nha đầu kia muốn gặp nàng bằng được thì nàng mới chú ý đôi chút. Một thân xích y từ từ bước ra cửa, trước mắt nàng là một tiểu nha đầu chừng 12, 13 tuổi, gương mặt nhếch nhác, tóc tai rối tung, thân thể ốm yếu đang ngước nhìn nàng. Ngươi là người làm loạn ninh hy cung. Nàng lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu một chút sợ hãi cũng không có, khẽ gật đầu. Nàng trong tiểu nha đầu này có chút giống nàng liền rất hứng thú, vui vẻ đưa tiểu nha đầu vào trong ninh gia, nàng cho người giúp nha đầu tắm rửa rồi thay cho tiểu nha đầu một y phục sạch sẽ xong mới cùng nha đầu trò chuyện ngươi tên gì? Vì sao lại đến đây? Nàng trong lời nói có chút hứng thú với nha đầu nhỏ này. Mụi tên là Tiểu Lạc, mụi muốn gia nhập Ninh Hy Cung. Tiểu Lạc nói ra lời này với khẩu khí vạn phần quyết tâm khiến nàng càng thêm yêu thích Tiểu Lạc. Ngươi vì sao muốn gia nhập Ninh Hy Cung? Ngươi biết gì về nơi này? Nàng một tay chống cầm, thích thú vừa cười vừa nói. Tiểu Lạc cũng thật thà đáp. Cha mẹ muội bị hại phải chết oan muội muốn báo thù cho cha mẹ muội. Muội thật sự không hiểu rõ giang hồ là gì càng không biết gì về Ninh Hi cung, muội chỉ biết chủ nhân của Ninh Hi cung là một nam tử rất đẹp và tốt bụng. Muội hy vọng hắn có thể giúp muội. Nàng bật cười, lại nói: "Nha đầu, ngươi có thể làm được gì?" Tiểu Lạc trầm ngâm một lúc rồi ngước đôi mắt sáng lên nhìn nàng đáp: "Muội biết y thuật. Cha muội lúc trước là một đại phu giỏi, cha dạy muội châm pháp nghe tiểu lạc nói nàng vô cùng ngạc nhiên một nha đầu nhỏ như nàng mà lại biết y thuật lại còn là chám pháp nàng ban đầu không tin nhưng nhìn vào đôi mắt của tiểu lạc nàng biết chắc nha đầu này không gạt nàng khẽ nâng lên nụ cười nàng vuột nhẹ mái tóc của tiểu lạc nói ta là chủ nhân của ninh hi cung ta chấp nhận cho ngươi gia nhập ninh hi cung nhưng với một điều kiện tiểu lạc không tin vào tai mình khi nghe nàng nói nàng là chủ nhân ninh hi cung Chẳng phải mọi người luôn nói chủ nhân Ninh Hi cung là nam sao? Nhưng hiện tại nam hay nữ không quan trọng, cái chính là bản thân đã được chấp nhận rồi." Tiểu Lạc nhìn nàng nói. "Là điều gì ạ?" À? "Ngươi phải đổi tên của mình. Ninh Hi cung có phép tắc riêng, ngươi phải tuân theo vô điều kiện." "Thế nào?" Nàng mỉm cười nhìn Tiểu Lạc. "Được, muội đồng ý." "Không chút do dự." Tiểu lạc đáp ngay như sợ nếu nói chậm nàng sẽ đổi ý, thấy sự quyết tâm của tiểu lạc, nàng vô cùng hài lòng. Từ nay ngươi tên là Ninh Vi. Tiểu lạc nhận tên mới, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nàng thấy vậy cũng vui lây, tiến đến nắm lấy tay nhỏ của Ninh Vi, cả hai cùng đi về phía Ninh Gia dự tiệc. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio.com Sau khi Ninh Vi gia nhập Ninh Gia không lâu, nàng liền mang về cho ninh gia một nam tử. Nam tử này rất có tiếng trong giới cờ bạc, nhưng vì bản thân một lần chơi thắng một công tử nhà giàu liền bị công tử kia ghi hận giết chết em trai là người thân duy nhất của hắn, xong liền vứt hắn khỏi huyền thành, may mắn lúc đó hắn gặp được ninh vi, nàng đã giúp hắn trị thương còn đối với hắn rất tốt. Hắn thật sự rất biết ơn nàng nên quyết định lấy thân báo đáp. Cũng vì như vậy mà nàng mới đưa hắn về Ninh Gia, Nàng một thân lục y ngồi trên ghế cao nhìn nam tử đang đứng đối diện nàng. Đôi mắt nàng một lượt nhìn nam tử kia hồi lâu liền lên tiếng hỏi. "Ngươi tên gì?" Nam tử kia hơn nàng chừng 5 tuổi, đôi mắt chứa ưu thương, giọng nói thật trầm mang chút mất mát đáp. "Trình Tung." "Nghe nói ngươi rất giỏi đánh bạc." Nàng hơi cao giọng hỏi. Hắn hơi giật mình khi nghe nàng hỏi vậy, suy nghĩ hồi lâu hắn mới đáp. "Đúng vậy." nghe được câu trả lời vừa ý nàng liền cười rất vui vẻ khiến cho bọn mã viêm vô cùng ngạc nhiên nàng lệnh cho mã viêm chuẩn bị một vài thứ để thử nghiệm nam tử kia rất nhanh mã viêm đã mang lên một ván bạc nhỏ nàng rời khỏi ghế tiến về phía nam tử kia nói ninh gia ta thật ra cũng không khó chỉ cần ngươi có năng lực ta liền đồng ý cho ngươi ở lại ninh gia hắn không trả lời nàng im lặng chờ nàng nói tiếp biết hắn không có ý muốn từ chối thách đấu nàng liền nói tiếp ta với ngươi sẽ đấu xem ai đổ được số nhỏ nhất. Ngươi thấy thế nào? Hắn không suy nghĩ nhiều liền chấp nhận thách đấu. Hắn rất tự tin vào tài cơ bạc của mình nên khi nàng ra đề thách đấu hắn đã rất cao hứng, cùng lúc đó bọn người mã viêm khi nghe nàng thách đấu với nam tử kia liền vô cùng ngỡ ngàng. Từ lúc quen biết nàng đến giờ bọn hắn chưa từng thấy nàng đánh bạc vậy mà lúc này lại thách đấu một người có tiếng trong giới cờ bạc là hắn. Tuy vậy nhưng bọn họ không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng vì họ biết rõ nàng đều làm những việc có lợi cho ninh gia. Trình Tung và nàng lúc này đã vào tư thế. Nàng và Trình Tung cùng một lúc lắc mạnh xuất sắc trong đĩa. Độ chừng 10 giây cả hai liền đặt đĩa lắc xuống bàn. Nàng nâng mắt nhìn Trình Tung rồi hất nhẹ cầm ngụ ý bảo hắn mở trước. Hắn mở ra trước. Bọn mã viêm một lượt trầm trồ, Ninh Vi phấn khởi nói to. Hai nút, thật tài nha tung ca. Trong đĩa của trình tung hai con xúc sắc chồng lên nhau hiện ra một nút và con xúc xúc thứ ba cũng đồng một nút. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Nàng hiếp mắt nhìn hắn rồi nhìn đến xúc sắc hắn đổ được, tự tiếu phi tiếu nói. Không tệ nha. Tốt, ngươi có thể ở lại ninh gia nhưng mà cái tên trình tung này phải đổi đi từ giờ ngươi là người của ninh gia, tên là ninh giật thần. Nàng nói xong liền xoay người rời đi, lúc ra cửa còn không quên gọi mã viêm đến gặp nàng. Đợi nàng đi rồi bọn mã viêm mới hí hưởng nhào tới người giật thần. Ngươi nha, thật quả không hổ danh là đệ nhất đánh bạc nha. Mã viêm nâng lên ngón cái nói. Giật thần, bọn ta là lần đầu nhìn thấy người đổ xuất sắc tài như ngươi nha. Sau này phải chỉ giáo bọn ta nhiều nha cung thanh phóng khoáng vỗ vai giật thần nói, cung nhu thì vui vẻ gật đầu phụ họa. Tung! À không thần ca, huynh thật tài nha. Ninh Vi khen hắn một câu khiến hắn vui như được vua trọng thưởng. Hơi cúi đầu cười. Một khắc này bị mã viêm và cung thanh nhìn thấy, hai kẻ này liền trêu chọc hắn không thôi, lúc mọi người đang vui vẻ thì Chu Vĩnh bỗng hét to một tiếng. Ta là hoa mắt hay sao? Các ngươi mau tới nhìn bọn người kia đang vui vẻ, nghe Chu Vĩnh gọi liền hoài nghi đi tới. Mã Viêm bị đánh gãy cảm xúc liền hướng Chu Vĩnh không vui nói. Ngươi hét cái gì, thật là mất hứng. Lời Mã Viêm chưa dứt liền bị đĩa xúc sắc mà khi nãy nàng đổ được làm cho kinh ngạc. Chu Vĩnh hắn chỉ thắc mắc nàng đổ được bao nhiêu nên mới mở ra không ngờ lại bị đĩa xúc sắc của nàng đổ được làm cho cả kinh. Nàng cư nhiên đổ được một nút. Giật thần là người đầu tiên trấn tính, có chút không tin nói rõ ràng trên đĩa xúc sắc của nàng ba viên xúc sắc đổ một nút dựng thẳng đứng như được ai xếp sẵn khiến bọn họ há mồm trợn mắt một phen những người kia bỗng nhiên im bật niềm vui cũng bị đánh gãy ninh vi khẽ an ủi giật thần một tiếng rồi đưa hắn rời đi bọn người còn lại ai cũng hiểu nàng là không muốn hắn mất mặt nên mới không mở ra xúc sắc thầm sùng bái nàng một tiếng rồi thu dọn ai về việc nấy mã viêm gõ nhẹ cửa phòng của nàng cung kính nói cung chủ ta tới rồi bên trong truyền ra một thanh âm trong trẻo. Tiến vào. Mã viêm cẩn thận đi vào rồi nhẹ đóng cửa lại sau đó đến trước mặt nàng cung kính lần nữa. Cung chủ, có gì cần dặn dò? Cái gì mà cung chủ chứ? Còn gọi như vậy liền gom đồ rời đi ngay. Nàng khẽ cau mày nói rồi phải tay bảo mã viêm ngồi xuống. Hắn khẽ cười cầu hòa xong liền ngồi cạnh nàng im lặng nghe nàng phân phó. Dùng lực lượng của ninh hy cung, mở ra một sòng bạc rồi đưa cho giật thần quản lý. Hiện tại chúng ta sẽ mở rộng hoạt động, vừa kiếm thêm thu nhập nuôi quân vừa nghe ngóng tin tức. Mã viêm lĩnh lệnh xong liền rời đi thi hành. Từ đó trên phượng thành một sòng bạc ninh hy được hình thành và phát triển rất thành công.